Tại vì thiếu một thư mục mà. Rồi, nhanh gọn. Khai báo một mảng in phần tử. Mảng này người ta yêu cầu là một cái mảng bình thường thì chúng ta kiểu là chữ mảng đi. N phần tử, trăm phần tử hoặc là ngàn phần tử gì đó, hoặc là bạn sẽ khai báo một cái hàng. N bằng trăm, thường thì chúng ta sẽ xài như vậy. Rồi chúng ta sẽ nhập vào số phần tử của mảng. Install in đi, chứ còn constant tí nữa chúng ta không nhập được. À, như vậy thì làm đến cái đoạn này mọi người có phải vướng gì không? Rồi, chúng ta sẽ cho một cái biến y để làm chạy. Chúng ta sẽ for in bằng không chấm phẩy y nhỏ hơn n, chỗ này n với sao d phẩy phẩy y cộng cộng chúng ta sẽ xuất ra một cái dòng ai. Mảng tứ y bằng phẩy y, rồi chúng ta sẽ xuất cái thông báo đó ra, mảng thứ y bằng, rồi sau đó chúng ta sẽ scan. Phần trăm d phẩy mảng thứ y. Rồi chúng ta đã nhập được mảng xong. Bây giờ chúng ta sẽ xuất mảng. Xuất mảng. Mảng thứ y bằng phần trăm d phẩy mảng thứ y. Đó, như vậy là chúng ta đã xuất mảng xong. Và xuống dòng cái ha, chạy thử coi nó có bị lỗi gì không. Bị lỗi dấu chấm phẩy for y y nhỏ hơn n. Vụ gì? Thiếu chữ F. Dụ gì nữa? Y nhỏ hơn n rồi chấm phẩy chứ thầy. Y nhỏ hơn n rồi chấm phẩy chứ thầy. Rồi, ok, thank you em. Rồi, như vậy các bạn đã check code rất là tốt. N bằng 5, 5, 6, 3, 7, 1. Ok, 5, 6, 3, 7, 1. Chúng ta đã nhập xuất xong. Này, chỗ này để cho nó xuống dòng thì chúng ta thêm vô đây một dòng để cho nó cách ra. Các phần tử của mảng xiệt n. Đấy, như vậy thì các bạn thấy là
chúng ta đã làm xong cái phần nhập xuất. Bây giờ chúng ta sẽ xuất ra trung bình cộng của các số, tổng của các số chia hết cho 3. Như vậy điều kiện là chia hết cho 3 thì cộng. Đó, điều kiện thì chia hết cho 3 thì cộng, thì chúng ta sẽ khai báo thêm một cái biến nữa là tổng bằng 0. Tổng bằng 0. Đó, khi nào xuất xuất hiện cái nhu cầu thì chúng ta khai báo biến thêm, chứ không nhất thiết là phải khai báo ngay từ đầu. Như vậy ở đây chúng ta sẽ cũng for y bằng 0 chấm phẩy y nhỏ hơn n chấm phẩy y cộng cộng. Và nếu như cái phần tử mãn mà chúng ta đang duyệt chia hết cho 3, đó thì chúng ta nói cái gì thì chúng ta ghi cái đó bằng bằng 0, tức là chia hết cho 3. Nếu như cái phần tử mãn mà chúng ta đang duyệt là mãn thứ y chia hết cho 3 thì chuyện gì xảy ra? Tổng sẽ bằng tổng cộng cho mãn thứ y. Nếu như mà chia hết thì cộng, còn không chia hết thì bỏ qua. Đấy, như vậy các bạn đã thấy là cái mãn của mình cộng xong. Và sau khi cộng xong rồi, print tổng các số chia hết cho 3 và xuất cái tổng ra. Đấy, như vậy các bạn thấy là việc làm của mình rất là đơn giản, đúng không? Bài số 1 này không có gì phức tạp cả. Tổng bằng tổng cộng mãn thứ y, tổng viết thường, tổng viết hoa. Ok. 6, 9, 2, 4, 3. Như vậy phần tử của mình chia hết cho 3 thì có 6, 9, 3. À, sorry, mình chưa xuất tổng. Xuất tổng. Thiếu cái gì các bạn? Thiếu gì? Thiếu phần trăm D. Đúng rồi. Thiếu phần trăm D. Thiếu chỉ cho nó là xuất ở đâu. Thank you em. 5 phần tử 6, 8, 7, 9, 3. Này, tổng nó là 18. 6 với 3 là 9, cộng 9 nữa là 18. Như vậy chúng ta làm cái bài số 1 rất là đơn giản, đúng không nào? Chỗ này chúng ta nên xuống dòng một cái nữa để cho nó dễ nhìn. Như vậy đây là code bài toán của cái bài số 1. Không biết là có cảm thấy khó không? Có bạn nào cảm thấy khó không? Như vậy cái cách mà thầy viết, các bạn thấy là mình sẽ có chia để trị nhé. Tức là mình làm lần lần, từ từ, từng phần một, từng chút một, mình sẽ làm được bài. Chứ không có gấp gáp, các bạn không có nhất thiết là phải vô một cái là mình viết xong một bài liền. Đó, như vậy thì các bạn làm bài thì các bạn chú ý giúp thầy.